Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của bọn anh. Hôm nay mình sẽ tiếp tục trận hạn M21 game Liên Quân Mobile. Xin mời anh em theo dõi clip của mình. 10 seconds remaining. Đến bình nguyên vô tận. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Nhưng đối diện hắc ám mới nhìn thấy ánh hoàng. Đang tới. Bảo vệ người già và trẻ em là chức trách của kỵ sĩ. Holy splendor! Sức mạnh và niềm tin đều cần phải có. Dragon and Slayer have appeared. Trên nền phế tích. An enemy has been defeated. Trong từ điển của kỵ sĩ, Garou có số thành viên không đầu hàng. Holy splendor! An enemy has been defeated! An enemy has been defeated! You have defeated an enemy. Sức mạnh và niềm tin. Ultimate. Your team has destroyed a tower. Onslaught. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. Đối diện hắc ám mới nhìn thấy ánh quang.
Slayer has been defeated! Defeated. An ally has been defeated. Trong từ điển của kỵ sĩ. An ally has been defeated.
Our team has destroyed a tower. Shut down. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Chúc anh em luôn vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Fight for a lighter tomorrow.